gần hết rồi ngoại mới thâu ha. How about the food, salt, honey? It's hurt. Yeah. But not much, right? Not much. It's like a mosquito bite. Yeah. It's easy, right? Oh, yeah. Oh, man. Oh, that. Look at that. Anh ăn canh với lại khoai môn, canh khoai môn với cơm. Look at that, với thịt. Bà gọi. Wow. Oh. Như là đói là đời nào vậy đâu. Done. You want apple, honey? Or banana? Yes. Okay, yes. Done. Chất bát. Let me show to mommy, okay?